chào các em đến với giờ học âm nhạc lớp 8. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học bài hát Mùa thu ngày khai trường, nhạc và lời nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về nhạc sĩ Vũ Trọng Tường nhé. Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường sinh ngày 4 tháng 9 năm 1946, quê ở thành phố Hải Dương, nguyên là trưởng phòng hội viên thuộc Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông đã nghỉ hưu, hiện cư trú tại Hà Nội. Ông sáng tác nhiều ca khúc cho thiếu nhi và cả ca khúc cho người lớn. Các tác phẩm tiêu biểu: Mùa thu ngày khai trường, Cây bàng mùa hạ, Nắng sân trường, Hạ long đêm trăng, Khi Hà Nội vào thu, Trường sa chiều biển nhớ. Ngoài ra, nhạc sĩ Vũ Trọng Tường đã đạt rất nhiều giải thưởng âm nhạc khác của Bộ Giáo dục, Hội Âm nhạc Hà Nội, Bộ Quốc phòng. Ông được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Sau đây, cô mời các em nghe bài hát Mùa thu ngày khai trường. Trong trường tuần tra đạp tan tay nắng dịu đi những tiếng ve còn hương trên gòm cây xanh lá mùa thu sang đẹp hoa sắc nguyên bao tâm hồn mùi tiếng trong tự trường trong tiếng hát mùa thu mùa thu. Trường, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Âm nhạc của bài hát trẻ trung, tràn đầy niềm vui. Lời ca gợi lên cho chúng ta hình ảnh tươi vui, niềm hân hoan của các bạn khi mùa thu sang, mùa của những ước mơ và của những trang sách còn thơm mùi giấy mới. Bài hát có giọng đô trưởng, được viết theo hình thức hai đoạn. Đoạn 1 từ tiếng trống trường rộn rã đến trong tiếng hát mùa thu. Giai điệu rất sôi nổi và hào hứng. Đoạn 2 là phần còn lại với tình cảm tha thiết đầm thắm. Trong bài có sử dụng các ký hiệu thường gặp như dấu nối, dấu luyến. Các em thân mến, do các em đã có kỹ năng tốt trong việc học hát nên chúng ta sẽ học hát từng đoạn nhé. Mời các em khởi động giọng theo mẫu âm. Thank you.
Sau đây chúng ta sẽ tập hát đoạn 1, các em nghe hát mẫu. Tiếng trống rộn rộn ra đã tan cay nắng, nhìn đi những tiếng quen còn người trên đoàn cây xanh ra. Mùa thu xanh đẹp có dáng nhiên bao đào hồng, mùa tiếp trong tự trường trong tiếng hát mùa thu. Mời các em hát theo giai điệu đoạn 1. Chúng ta tập tiếp đoạn 2. Mời các em nghe mẫu. Mùa thu ơi, mùa thu, mùa núi xây những nước mơ, tôm mai màu hạt thơm, rừng rỡ trên vai em. Mùa thu ơi, mùa thu, mùa thơm trang xanh mây, tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời mong. Các em hát theo giai điệu đoạn 2. Các em thân mến, chúng ta vừa tập xong hai đoạn của bài hát. Sau đây, chúng ta sẽ ghép cả bài. Mời các em nghe và hát theo nhạc. Các em thân mến, sau khi học xong bài hát Mùa thu ngày khai trường của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường, hẳn là mỗi em đều có những cảm nhận riêng của mình về bài hát. Trong bài hát Mùa thu ngày khai trường, chúng ta như nghe thấy tiếng trống trường vang lên rộn rã, nhộn nhịp, thúc giục các em đến trường. Mùa thu thật đẹp qua hình ảnh các bạn tung tăng đến trường với màu khăn quàng trên vai đỏ thắm. Thank you.
Các em thân mến, chúng ta vừa thực hiện xong nội dung học hát bài Mùa thu ngày khai trường, nhạc và lời của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Các em sẽ tiếp tục tự học ở nhà theo hướng dẫn sau đây nhé. Giờ học đến đây kết thúc. Cô chúc các em luôn vui, khỏe, học tốt. Chào tạm biệt các em.